Chào các bạn, chắc ít người biết, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng phối hợp mở chiến dịch Thập vạn Đại Sơn góp phần giải phóng Trung Quốc. Chiến dịch Thập vạn Đại Sơn diễn ra trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 năm 1949 do Liên quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện tại biên khu Việt Quế, nay là Quảng Đông Quảng Tây, nhằm chống lại quân của Quốc dân Đảng Trung Quốc. Chiến dịch nhằm mở rộng vùng kiểm soát tại khu vực dãy núi Thập vạn Đại Sơn giáp biên với vùng núi Đông Bắc Bộ của Việt Nam, tạo điều kiện phát triển lực lượng phối hợp với đại quân của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc khi đó đang tiến về phía Nam. Chiến dịch có hai hướng, Khâm Châu và Long Châu. Tại Long Châu, quân đội Việt Nam đánh chiếm Bằng Tường, Thủy Khẩu ngày 12 tháng 6, Hạ Đống ngày 13 tháng 6. Ngày 18 tháng 6, diệt viện binh Quốc dân Đảng từ Long Châu xuống và tiến đánh Ninh Minh. Tại Khâm Châu, trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 7, Liên quân Trung Việt đánh thị trấn Trúc Sơn trên đường Đông Hưng phòng thành, nhưng không thành. Ngày 25 tháng 7, Liên quân Trung Việt chuyển sang tấn công quân Quốc dân Đảng tại vòng Trúc, Mào Lenger, rồi tiến sát phòng thành. Quân Quốc dân Đảng phải rút khỏi các đồn bốt nhỏ, tập trung về các thị trấn Long Châu, Na Lương, Phòng Thành, Đồng Hưng. Chiến dịch kết thúc vào tháng 10 khi cánh quân từ phía Bắc của quân giải phóng Trung Quốc đánh chiếm Nam Ninh. Đến đây, Liên quân Trung Việt đã chiếm được 10 trên 12 vị trí mở rộng vùng kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho quân giải phóng đánh chiếm biên khu Việt Quế. Để ghi công và tưởng nhớ các chiến binh đã tử trận trong chiến dịch, tại thị trấn Đông Hưng, Trung Quốc, có một đài liệt sĩ trên khắc song song hai hàng chữ Việt Hán là đài kỷ niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt Trung. Còn tại Thủy Khẩu, Trung Quốc, tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Trung quy tập 20 ngôi mộ ghi tên liệt sĩ Việt Nam. Đây là những chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam phái sang giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng vùng giải phóng đã hy sinh trong chiến dịch Thập vạn Đại Sơn. Chiến công to lớn và tinh thần chiến đấu anh dũng, lòng hy sinh quả cảm của bộ đội Việt Nam được nhân dân Trung Quốc ghi nhớ, biết ơn.